Xót xa lời dặn cuối cùng của nghệ sĩ Thanh Hoàng tới vợ và các con trước lúc qua đời. Sự ra đi mãi mãi của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng làm cho cả giới nghệ sĩ biểu diễn bàng hoàng. Trong buổi tang lễ của ông, người thân và bạn bè đã phải cố nén niềm xúc động. Vào buổi sáng tiễn đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng, ông mang theo nghệ danh sân khấu Thanh Hoàng cùng với hình hài, tên gọi vốn có của mình thuở mới đến với thế giới, với tên gọi Hồ Kim Hoàng, ông về với cát bụi. Gặp cô Đào, vợ của cố nghệ sĩ Thanh Hoàng hỏi thăm và thành kính gửi lời chia buồn, cô chia sẻ với báo, trước ngày hôm qua chú bắt đầu thấy yếu dần nên đã gọi cô đến và dặn dò, em hãy sửa sang nhà cửa cho các con đi học cho tốt. Và dặn dò hai đứa con cô, đó là đi du học hãy yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Và quan trọng là phải học cho tốt. Vợ nghệ sĩ Thanh Hoàng chia sẻ rằng sắp tới đây, cậu con út của họ sẽ lên đường đi du học. Ở nhà chỉ còn lại hai vợ chồng cố nghệ sĩ. Nhưng sau sự ra đi của tác giả vở kịch Dạ Cổ Hoài Lan, có lẽ ông trai ông sẽ không nỡ để mẹ ở nhà một mình, quạnh hiu trong không khí tan tóc. Con trai thứ của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng đỉnh đạt và bình tĩnh, thực hiện nghi lễ dành cho cha. Trong câu chuyện kể với chúng tôi, câu đầu tiên cô nói, chú dặn cô phải không được khóc, không được buồn. Có lẽ vì vậy mà gần như xuyên suốt cả buổi lễ, cô luôn niềm nở đón tiếp các vị khách mời, nhưng đâu đó trong một vài khoảnh khắc, những người đến lễ tang đều có thể thấy được cô Đào vẫn khóc. Trong buổi lễ sáng nay, một số bạn bè thân thiết của nghệ sĩ Thanh Hoàng và gia đình đã đến phúng viếng. Nhiều người có mặt từ sáng sớm để đón linh cữu của cố nghệ sĩ được đưa từ nhà riêng tới. Diễn viên đạo diễn Mai Xuân Lâm là một trong những người xuất hiện sớm nhất tại buổi lễ, anh đến từ khi chưa có vị khách nào xuất hiện. Nghệ sĩ Mỹ Uyên là người đầu tiên xuất hiện tại buổi lễ, cô đến nhưng chưa viếng vì cô muốn đầu tiên là hỗ trợ gia đình người bạn thân thiết của mình trong việc tổ chức buổi lễ. Vào lúc này đây, cô không muốn mình mang tư cách là một nghệ sĩ kịch, cô muốn đến với tư cách một người bạn thân của nghệ sĩ Thanh Hoàng và gia đình ông. Nghệ sĩ Mỹ Uyên đến sớm và chia sẻ công việc cùng tang gia, cô chưa vội thắp nhang, phải đợi công việc xong trước. Trấn Thành, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn. Người ta ăn ở phải nên được trời thương, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn như thế này, Trấn Thành than vãn. Vừa qua 26 tháng 7 tập 10 chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu lên sóng với nhiều phần thi thú vị và táo bạo, Trường Giang nhắc Hương Giang đừng đùa, đừng giỡn như vậy. Trong phần đầu chương trình, ba đội chơi Trấn Thành, Harry Won, Trường Giang, Hương Giang, Hứa Vĩ Văn, Kỳ Duyên sẽ được đến một trường mẫu giáo. Tại đây họ sẽ phải dạy các bé trong đội mình nhớ được những bức hình con thú, đội nào nhớ được nhiều hình hơn sẽ chiến thắng. Việc dạy dỗ những đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi là điều vô cùng khó khăn, rất nhiều bé không chịu học mà chỉ bỏ đi chơi hoặc khóc lóc không nghỉ. Kỳ Duyên phải thốt lên, tôi cảm thấy bất lực, đứa bé khóc nhiều khiến tôi cảm thấy rất xót, tôi chỉ biết bế nó lên để dỗ dành nhưng không được, cuối cùng ban tổ chức cũng phải gọi mẹ đứa bé vào chứ tôi không thể dỗ được. Hương Giang cũng phải thừa nhận, làm việc với những đứa bé rất cực. Trên lý thuyết người ta bảo có cách nọ cách kia để dỗ bé, nhưng thực tế là chẳng có cách nào như vậy. Để dỗ các bé, Hương Giang đã cố nhảy múa hát ca, nhưng Trường Giang lại tạt gáo nước lạnh khi nói, Giang ơi các con đang sợ, cứ từ từ đừng đùa đừng giỡn như vậy. Điều này khiến Hương Giang hơi hụt hẫng. Trấn Thành, tôi nghĩ việc bỏ mặc đứa bé như vậy là phương pháp giáo dục tốt nhất. Về phía mình, Hứa Vĩ Văn lại cho rằng, tôi nhất quyết không dỗ một đứa bé nào vì tôi biết càng dỗ nó sẽ càng khóc. Tôi sẽ có kinh nghiệm trong mấy đứa cháu ở nhà rồi. Tôi mặc kệ Kỳ Duyên dỗ dành còn mình đi chơi với những đứa khác. Đồng tình với quan điểm của Hứa Vĩ Văn, Trấn Thành cũng nói, thấy đứa bé khóc, chúng tôi mặc kệ nó khóc rồi ra chơi với những đứa khác. Nó khóc chán rồi sẽ thôi. Tôi nghĩ việc họ bỏ mặc đứa bé như vậy là phương pháp giáo dục tốt nhất. Phải để cho đứa trẻ tự lập, bản năng đầu tiên của đứa bé là khóc. Nếu cứ dỗ dành thì nó lại càng khóc. Cuối cùng đội Trấn Thành và Trường Giang là nhớ được nhiều tấm hình nhất. Riêng đội Trấn Thành có một bé khá thông minh, chỉ hình nào cũng nói đúng khiến anh phải thốt lên. Cuối cùng thì do vợ chồng tôi ăn ở tốt nên con nó chỉ hình nào cũng trúng khiến chúng tôi lội ngược dòng. Trời ơi, con nó cứu vợ chồng tôi, mừng muốn rớt nước mắt, nhờ nó mà vợ chồng tôi muốn có con. Thử thách nhạy cảm thay bỉm cho bé trên sóng truyền hình. Trong thử thách tiếp theo, các đội sẽ phải thay bỉm cho những đứa bé trong đội của mình. Đây là thử thách khá táo bạo nhạy cảm vì thông thường, ngoài cha mẹ và người thân các bé, người ngoài không được tự ý cởi đồ của chúng để thay bỉm cho chúng. Tuy nhiên Trường Giang lại cho rằng, việc thay bỉm cho trẻ trên sóng truyền hình là không có gì cả, anh nói. Thay bỉm là công việc rất đơn giản, chỉ cần bế một bé to nhất lên, ước chừng cân nặng, rồi lấy loại bỉm có ghi số nặng đó để mặc cho bé. Sau đó chúng tôi sẽ đo số bỉm giảm dần theo cân nặng của từng bé. Các bé rất dễ chịu cho thay tã, thay đồ hết, không có gì cả.
Trứng Thành, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn. Sau đó họ phải dạy các bé nhảy theo giai điệu một bài hát để đi thi. Hương Giang tỏ ra thích thú, cô nói. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ rất mệt, nhưng sau khi dạy các bé nhảy tôi không còn mệt nữa. Có lẽ do sự đáng yêu của những đứa trẻ nên tôi không còn biết mệt là gì. Đội Kỳ Duyên tỏ ra khá thất vọng về phần thi nhảy của mình vì chỉ có duy nhất một bé nhảy theo. Tuy nhiên Trứng Thành lại thừa nhận đội Kỳ Duyên có một bé gái nhảy khá đẹp. Chính ra đội đó nhảy tốt hơn đội tôi. Theo tôi biết bé đó được đặt tên là Lý Nhã Kỳ nên cũng kỳ lắm, nhảy kỳ mà đẹp. Trứng Thành cũng tỏ ra thán phục trước bài nhảy của đội Trường Giang và cho rằng đội mình nhảy tệ nhất, anh buồn bã nói. Đội Trường Giang có hẳn một cặp bé trai bé gái nói sao nhảy đấy rất dễ dàng. Đúng là người ta ăn ở phải nên được trời thương, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn. Cha đẻ của già cổ Hoài Lang bị ung thư vòm họng, nhưng ông vẫn âm thầm giấu kín cho đến phút nhắm mắt xuôi tay. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng trong mắt đồng nghiệp là người nghệ sĩ đáng kính, dù nghèo khó bệnh tật cũng quyết không để khán giả rủ lòng thương. Anh thợ xây vô tình và phải nghệ thuật thành tác giả của vở kịch Cháy Vé suốt 20 năm. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng tên thật là Hồ Kim Hoàng, sinh năm 1963 trong một gia đình có 5 anh em. Vì nhà nghèo nên học hết lớp 9 ông phải nghỉ học đi làm công nhân xây dựng. Một lần ông được người bạn rủ lên Sài Gòn đi thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2. Nghe lời bạn, anh thợ xây Kim Hoàng vào phòng thi cho vui, ai ngờ đổ mà bạn thì trượt. Thanh Hoàng đặt chân vào nghệ thuật đầy lạ lùng như thế. Tốt nghiệp trường sân khấu, Thanh Hoàng về trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận công tác. Ông bắt đầu chấp bút cho các vở kịch, cho các hội diễn nghệ thuật quần chúng, rồi vừa dàn dựng vừa tham gia diễn xuất. Chính ông cũng không thể ngờ được 10 năm sau mình lại trở thành một ngôi sao của làng kịch nói Sài Gòn. Năm 1963, Thanh Hoàng vô tình nghe được bản nhạc Dạ Cổ Hoài Lang của nghệ sĩ Cao Văn Lòng. Quá xúc động, ông đã viết một vở kịch lấy cảm hứng từ bản nhạc này để nói về một vấn đề rất thời sự khi ấy, là nỗi lòng của những người Việt Kiều xa xứ. Vở đoạt giải tư, cũng vì đoạt giải tư chứ không phải giải nhất nhì, nên đạo diễn trẻ Công Ninh, người vừa tu nghiệp ở nước ngoài về mới nhận lời dẫn vở. Cái lý của Công Ninh là giải nhất giải nhì thì thường giáo đều khô cứng, giải tư thì được. Kết quả là vở kịch của một tác giả quần chúng lần đầu có tác phẩm lên sân khấu chuyên nghiệp đã đưa tên tuổi của toàn bộ ekip trẻ thành những ngôi sao có chỗ đứng vững chắc trong làng sân khấu suốt hơn 20 năm qua, bao gồm cả Thành Lộc, Hồng Vân, Việt Anh và Quốc Thảo. Dạ Cổ Hoài Lang là vở kịch duy nhất hiện nay được diễn liên tục trong suốt 24 năm, qua tới tổng cộng hơn 1.000 suất diễn. Thời gian đầu, vở diễn 3 suất mỗi ngày tại sân khấu kịch 5B. Nhưng khán giả Sài Gòn phải ròng rắn xếp hàng dài từ đầu Võ Văn Tần đến tận Hồ Con Rùa để đặt mua trước cả tuần mới mong có một tấm vé đi xem. Năm 1995, vở kịch ra Bắc dự định chỉ lưu diễn 1-2 ngày, cuối cùng kéo dài thành hơn 10 suất diễn. 24 năm qua đi, rất nhiều thế hệ diễn viên và đạo diễn đã nhờ Dạ Cổ Hoài Lang mà có được bệ phóng trong làng sân khấu. Năm 2017, phiên bản điện ảnh của Dạ Cổ Hoài Lang đã ra đời với bàn tay dàn dựng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đã tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn. Vẫn là Thanh Hoàng viết kịch bản, đồng thời ông cũng tham gia một vai nhỏ trong phim là cha ruột của Năm Triều. Ngày phim ra mắt, Thanh Hoàng lặng lẽ đứng ở một góc thảm đỏ, dành sự chú ý cho các nghệ sĩ trẻ. Từ trước tới nay vẫn vậy, ông lúc nào cũng trầm lặng như thế. Có bao nhiêu sôi nổi Thanh Hoàng đều dùng cả vào những kịch bản, những vở diễn, những bộ phim của mình cả rồi. Người nghệ sĩ của lòng tự trọng, với sự đa năng của mình, Thanh Hoàng trải qua nhiều công việc khác nhau trong sự nghiệp. Tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên, rồi đảm nhận vị trí giám đốc nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B trong nhiều năm, cho đến khi chủ động rời bỏ cương vị này vì tự thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm với anh em. Nói về việc rời bỏ này, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng từng tâm sự, tôi thèm trở lại với nghệ thuật, dành hết thời gian và tâm trí cho những kịch bản đang ấp ủ, làm lãnh đạo là phải tư duy theo kiểu khác. Cứ bị xé cảm xúc ra không viết được, thêm nữa tôi chuẩn bị cho con tôi sang nước ngoài du học nên chạy show đóng phim lo tài chính nhiều quá. Tôi không muốn vì việc riêng của mình mà làm anh em trong nhà hát thất vọng. Ngày trước tôi về nhà hát với con người nghệ sĩ mà thôi, giờ tôi trở lại cũng với con người nghệ sĩ ấy. Trên màn ảnh, nghệ sĩ Thanh Hoàng ít khi đóng những vai lớn, những vai diễn nào của ông cũng là luôn một điểm nhấn đặc biệt. Nét diễn tự nhiên sâu sắc và điêu luyện, khả năng diễn xuất đa dạng, tà có, chính có, hài có, bi có của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng khiến các nhân vật mà ông hóa thân luôn đem đến sự thú vị ấn tượng cho khán giả.
Song tài năng là vậy, Thanh Hoàng lại lựa chọn một cuộc sống kín đáo lặng lẽ, lẫn trốn ánh hào quang đầy cám dỗ của làng giải trí. Nhưng lần trốn đấy, bình yên đấy, thanh đạm ấy mà không xòe xòa, buông tuồng suông xả. Ông như phần lớn các nghệ sĩ thuộc thế hệ cũ, luôn giữ gìn hình ảnh con người nghệ sĩ của mình một cách cẩn trọng, chỉnh chu, đẹp đẽ trước công chúng, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là lý do mà dù mắc ung thư vòm hồng đã vài năm nay, nhưng bạn bè đồng nghiệp ít ai biết Thanh Hoàng bị bệnh, khán giả thì càng không. Ông vẫn làm việc, vẫn đi quay phim, đóng kịch bình thường, vẫn thể hiện một tinh thần sung sức, lạc quan và tỉnh táo. Chỉ gần đây khi cơ thể bị xuống dốc, sa sút nhiều, đồng nghiệp mới biết tình hình sức khỏe của ông nhiều hơn. Nữ diễn viên Hồng Ánh chia sẻ trên trang cá nhân của mình, sinh thời nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng rất thích hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có lẽ ông đã sống, đã cống hiến cho nghệ thuật, đã làm tròn vai trò của người nghệ sĩ theo đúng tinh thần của một cây thông đứng giữa đất trời ấy, luôn vươn thẳng hiên ngang kiêu hãnh, phụng hiến tận lực và đẹp đẽ đến phút cuối cùng của cuộc đời. Trấn Thành làm giám khảo cũng nhây, công bố kết quả dài dòng khiến MC đồi sông lên đánh. Màn công bố kết quả lầy lội của Trấn Thành khiến thí sinh lẫn MC nóng hết cả ruột. Tham gia với vai trò giám khảo chương trình Ca sĩ Thần Tượng, Trấn Thành nhiều lần khiến khán giả trường quay bật cười vì khiếu hài hước ăn vào trong máu của mình. Ở tập 6, sau khi các giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng, thì nam danh hài mới ung dung đứng dậy chậm rãi nhận xét. Không như Cẩm Ly Minh Tuyết công bố luôn, mà Trấn Thành còn phải trịnh trọng đứng dậy mở bài, thân bài kết luận rõ ràng. Anh chàng vòng vo cả tiếng đồng hồ khiến ai cũng sốt ruột. Khải Như khéo léo nhắc nhở, anh ơi mình bớt bùng binh lại, mình nói gọn lại nha anh. Em mệt mỏi lắm, có khi em xuống đánh ảnh rồi em về luôn đây. Cả Đại Nghĩa lẫn Khải Như phải ngồi xuống cho đỡ mỏi chân vì màn phát biểu dài dòng lầy lội của Trấn Thành. Để đưa ra quyết định cuối cùng, ông xã Harigon phải mất cả tiếng khiến MC và các thí sinh đứng trên sân khấu hồi hộp thót cả tim.